Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Trận đấu Việt Nam và Trung Quốc đã khép lại với tỷ số 2-3. Mặc dù bị dẫn trước 2-0, nhưng Việt Nam đã gỡ hòa nhờ công của Hồ Tấn Tài ở phút thứ 80 và Tiến Linh ở phút thứ 90. Tuy nhiên, ở phút bù giờ cuối cùng, Trung Quốc đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Chia sẻ sau trận đấu, Tiến Linh bày tỏ, đó là bóng đá, là sự nghiệt ngã trong bóng đá. Trận đấu này thật sự rất khó khăn. Tôi cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 90 chứng tỏ nỗ lực của tuyển Việt Nam. Rất tiếc là không giữ được một điểm quý giá. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn ở những trận tới, có kết quả thuận lợi hơn. Mặc dù Trung Quốc là đội bóng mạnh với lợi thế về thể lực cũng như kỹ thuật, nhưng các cầu thủ của tuyển Việt Nam đã thể hiện cuộc đấu ngang tài, ngang sức và nỗ lực đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, chiến thắng đã không mỉm cười với chúng ta. Khi ghi bàn ở phút 90, tôi rất vui. Ý định ngay lúc đó là giữ lại một điểm, nhưng không may mắn bị mất một trận hòa. Tiến Linh nói thêm, Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á và chưa ghi được điểm nào, tụt xuống vị trí cuối bảng B. Tuyển Trung Quốc đứng hạng 5 với 3 điểm. Ngày 12 tháng 10 tới đây, tuyển Việt Nam làm khách trước Oman, tuyển Trung Quốc làm khách trước Ả Rập Xê Út. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông và các học trò hiểu rõ sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam tới trận đấu này. Ông Park cũng cảm nhận được áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả, nhưng với tư cách là huấn luyện viên trưởng, ông có thể vượt qua được áp lực này. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã cố gắng để giúp các học trò có được tâm lý thoải mái nhất. Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam đó là khắc chế lối chơi của đội tuyển Trung Quốc. Ông Park hy vọng với việc cởi bỏ được áp lực, các cầu thủ của ông sẽ triển khai được lối chơi như mong muốn và giành về kết quả tốt nhất.